Đố các bạn đây là cái gì nha? Nhiều người sẽ nói là trứng chiên nè, nhưng mà hả, xin nói cho các bạn biết là sai rồi đó nha, không phải là trứng chiên đâu. Đây, món đó đây nè. Một cái hộp bao gồm nè, nấm nè, tôm nè, mực, hành lá, hành tím, cắt nhỏ. Nấm đùi gà nha, Hà Lùng đã cắt rất là nhỏ ra rồi, sau đó Hà Lùng nêm nếm bột nêm nè, dầu hào nè, rồi bây giờ mình sẽ trộn tất cả những cái này lên đều, thiệt là đều đó. Đố các bạn đây là mình đang chuẩn bị làm món gì đây? Ten bột bánh khọt đó. Muốn làm cái món này đầu tiên mình phải có một tấm lòng tha thiết muốn ăn bánh xèo nha, nhưng mà tại vì nhà Hà Lùng không có bột bánh xèo, có bột bánh khọt, cho nên Hà Lùng chơi bột bánh khọt luôn. Đổ bột bánh khọt vô đây nè, xong mà dĩ nhiên là phải cho nước vô rồi. Nếu mà ai á mà có điều kiện đó, nếu mà nhà giàu một chút á thì mình mua nước cốt dừa nha, mình pha vô thì nó sẽ béo hơn, nó sẽ thơm hơn. Nếu mà có điều kiện giàu hơn một chút nữa, mình có thể là mua thêm đậu xanh nha, mình hấp lên mình trộn vô luôn là nó sẽ cực kỳ ngon luôn. Và đến đây là quý vị biết mình làm cái món gì chưa nè? Mình làm bánh xèo hải sản nha, không có một cái công thức nào hết trơn á. Mọi công thức đều là không có đúng với bất cứ một ai hết. Đối với Hà là Hà có cái gì Hà làm ở đó. Thấy cái vàng vàng không? Là sau khi Hà đổ hết cái bịch bột bánh khọt ra, Hà phát hiện, trời đất ơi, nhà sản xuất thật là đáng yêu, họ đã gửi tặng kèm cho mình một cái bột bịch bột nghệ nhỏ nhỏ trong đó đó. Bỏ vô một cái là thấy màu sắc nó lung linh lên liền. Ở đây là mình có cái gì, mình muốn ăn cái gì thì mình bỏ vô cái đó. Hải sản là gồm có những cái loại gì mà nó bơi bơi dưới biển dưới nước đồ đó là gọi là hải sản đó. Mình có thể bỏ ốc vô cũng được nha quý vị, là nếu như mà mình thích. Ở đây Hà Lùng là chỉ có thích mực với tôm thôi, và có kèm thêm nấm thôi, cho nên Hà Lùng bỏ những cái đó vô thôi. Đó, Hà Lùng gọi là bánh xèo hải sản. Hình như ngoài tiệm nó có bỏ hẹ nữa, nhưng mà bữa nay quên rồi, không có nhớ tới hẹ nên không có mua. Chỉ có mấy cọng hành lá đâu, cắt vô cho nó đẹp 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 nè. Đó, bây giờ trộn đều lên, hình như là chưa có được sệt lắm, hơi lỏng hay gì á. Cái này Hà Lùng không có nước cốt dừa nha, tại vì mập quá rồi, bỏ nước cốt dừa nữa trời đất ơi. Bỏ nước cốt dừa nữa thì nó sẽ béo dữ lắm. Đó, cái mẻ đầu tiên đổ vô, nó kêu xèo xèo đã lắm luôn. Từng muỗng nó mắc mệt quá nên Hà Lùng á bưng nguyên cái hộp Hà Lùng đổ vô luôn. Rồi bây giờ cái chảo của Hà Lùng á, cái chảo này ngon lắm nha. Trời ơi, tôi chưa nói xong cái chảo nó nhảy qua đây đó. Sau khi mà Hà Lùng đổ bột vô đậy nắp rồi ụp qua ụp lại nó như vậy nè quý vị nghe nha. Nhìn giống trứng chiên ha. Mà không phải nha, bánh xèo hải sản nha, tôi nghiêm túc nói lại. Đó, nhìn coi hai mặt đã chưa? Giòn nha, Hà Lùng khoái ăn giòn. Giòn chấm nước mắm nó mới phê.